trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14. Tập trước mình đã làm được một cái vườn lúa cũng như là chế tạo một vài thứ mới. Tập hôm nay mình sẽ đi tìm giống trúc cũng như là lấy tre về để làm nhà giáo các bạn. Ok, trước tiên mình sẽ tìm thuộc một em ngựa ra, tại vì chỗ đó rất là xa cho mình, khoảng 6.000 block. Coi như mình cần một em ngựa để đi cái đó dễ dàng hơn. Ôi, toàn là ngựa đen thôi các bạn. Được rồi các bạn. Không, em này chạy không nhanh cho lắm. Mình sẽ thử một em khác. Em này dễ nè, một lần được luôn. Ồ, em này cũng giống như em kia chạy chậm nhiều. Mình sẽ tìm em chạy nhanh hơn. Ok, em này ít máu được nhưng mà hy vọng sẽ chạy nhanh. Em này cứng đầu nè. Điện kiếm đi. Đấy. Ui. Mình xem lại coi em nào tiện nhanh nhất. Có vẻ hai em nữa đang chạy nhanh hơn các bạn. Ok, tạm thời mình sẽ làm chuồng nhốt của em đó ạ. Sau này mình sẽ nhân giống nha. Làm chuồng ở đâu đây thôi. Làm tạm thời thôi con. Đưa hai em đó vô thôi, mình xách em này đi. Một chuẩn thôi. Còn em kia coi. Đi. Ừ. Ủa, em này nhảy cao, em này được cá nhảy cao rồi. Hình như đằng kia còn một em ngựa nữa. Mình sẽ thử luôn em đó. Biết phải em ngựa không nhé. Ừ đúng rồi. Ui. Đi nhầm xét rồi. Ô. Nhưng mà cũng giống như mấy anh kia thôi. Ok,
cho em nói thêm một cái trường nữa. Ủa thôi. Ui em nói chuyện ngon vãi rồi. Này nhảy chắc xỉn nè. Mình sẽ đi em kia đi. Em ngựa thấp máu được cái nhảy cao, còn em ngựa này không biết thế nào đâu. Sao ok rồi. Thôi bây giờ mình cắt đồ xong mình sẽ đi. Sẽ đem theo một ít sắt. Sắt mình để trên nữa bạn. Sẽ đem theo một ít sắt. Thức ăn như đây chắc đủ rồi, ít gỗ. Ok, đi ra. Bây giờ mình sẽ đi tới tọa độ từ 5.000 trừ 5.120 và tọa độ Y là 3, tọa độ Z là 3.955 thôi. Khá là xa luôn, mình giờ mình đang ở từ 100 với từ 20. Giờ mình sẽ bắt đầu đi đây. Mình sẽ đi về một hướng trước đây. Để, đi thẳng cái này thôi. Hy vọng trên đường đi mình gặp được dân làng luôn đó. Thẳng đường phố luôn. Thì chết hả? Mình quên làm bản đồ đó bạn. Các bạn đợi mình chút, mình về mình làm bản đồ đó nè. Ok, giờ mình sẽ làm một cái bản đồ. Đỡ sức ra giấy luôn. Mình làm một cái lao bàn. Mình làm được tấm các bạn. Là một cái này mình không biết kia là cái gì nữa, kia mình thiếu gỗ rồi, gỗ thiếu tích. Đây, cái vương ngữ. Cái này mình sẽ nhuộm màu đó, nhuộm màu xanh đi. Không nhuộm màu được à? Không phải à? Cảm sao mà? Sẽ làm một cái thanh view mình đổi tên đó rồi. Hôm đặt là hôm.
sẽ cắm ở đây đi. Sau đó mình cắm đít vào nó. Đấy, trên bản đồ có chữ home đó các bạn. Ok, giờ mình sẽ mở rộng bản đồ nữa. Chọc vừa không rồi. Đấy, đi mua 2. Mình thêm một cái nữa. Đây là 3. Một cái nữa nó sẽ rất là bự luôn nè. Đấy, đây là map nè. Đấy, mình thấy con bé tạo luôn ha. Chắc mình nghĩ mình sẽ làm thêm một cái bản đồ nữa. Sẽ lấy thêm giấy đi, mình đem theo, có khi nào mình cần mình sẽ mở rộng lên. Okay. Ngủ trong sáng cái gì đi thôi. Lúa mình trồng hôm qua nay nó lớn rồi hết nữa mà. Tiếc rồi. Chết rồi, mình nhấn nhầm rồi. Quái thật. Ôi giời. Để sao mình chém nhầm nữa. Kích mình để trong đây đi. Quái thật. Đã không có giấy rồi mà còn lãng phí nữa. Mình nghĩ mình chưa cần làm. Ok, ngủ ra sáng cái dễ đi rồi. Ok, đi thôi. Cắt bớt những cái này cần nữa. Đi lớp to. Lên. Sẽ đem theo bà có lên rồi. Đi thôi. Những cái đoạn đi này mình sẽ tu nhanh các bạn. Chứ nếu đi không thì rất là mất thời gian. Ok, có gì mình sẽ tu nhanh nha. Còn giang dở nên ta vẫn cứ đi vì tôi trẻ còn đang thở. Tôi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có
20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn thấy ta cuộc mời, để biết mình lớn rồi nên là bạn không thuộc tôi. Thiếu thuộc Hà Nội buồn đâu đã còn chẳng tan, trên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt. Giữa trời đông giá rét hai đâu cũng có băng tan, và bất kể ngày đêm mình lên hay chẳng tan. Không sao, ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn thấy ta cuộc mời, để biết mình lớn rồi nên là bạn không thuộc tôi. Thiếu thuộc Hà Nội buồn đâu đã còn chẳng tan, trên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt. Giữa trời đông giá rét hai đâu cũng có băng tan, và bất kể ngày đêm mình lên hay chẳng tan.
xa, từ nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai ta vượt lần ta vượt qua dẫu cuộc đời này dần bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao như chân ta vượt sạch bao lâu mà đi thật xa, từ nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai ta vượt lần ta vượt qua dẫu cuộc đời này dần bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao như chân ta vượt xa trên con đường. Ok các bạn ơi, trên đường về thì mình đã phát hiện một cái ngôi làng ở đây. Để mình khám phá ngôi làng này nha. Ui, vợ con ngủ ở đâu rồi? What the fuck? Phải thật con ngựa mình rất tươi rồi. Lỗi game à, mình vẫn còn nghe tiếng đó mà. Là thử gì chứ, mình không biết nữa, mình giờ mình cứ lấy rồi đi. Đây là gì? Cái mua thằng đồng. Đây là dân làng bụi đồng. Quay tay. Đúng rồi. Ok. Ờ, ở đây có con mèo nữa. Để cái chua mình sẽ lấy cái chua gì lên. Ở đây hình như không có chuyện nhà, không thể về nữa mà. Ok, đi tầm lại. Không, cái nhà thờ này, nhà thờ về được lót kính màu nữa. Để xem bên trong có gì không nhờ. Ồ, đồ pha chết hết. Không có hết rồi. Rồi tới ngôi nhà này thôi. Ồ, đây có máy cắt đá luôn. À, đây là nhà bình thường. Mình đang đi giữa trường thì gặp một cái biển nên mình phải quay lại đây. Mình quyết định sẽ đi bằng cẩm y ngục đi. Mình định đi khám phá rồi quay về đó. Mình gặp nguyên cái biển. Đây đây con người mình đây. Phải rồi. Bắt con lóc nữa. Đây có cái chuông nữa. Mình lấy hết vậy đi.
đây có con mèo mà mình không có cần câu đúng không? Để câu nó, để con cá nó bắt nè. Ở đây nhà ông thợ câu cá như này. Okay, mình sẽ lấy mấy cái thùng này. Cái thùng này vẫn chế tạo được nữa nè. Hiện tại mình không có chỉ. Nhưng mà có chỉ thì sẽ câu cá đi bắt con mèo cái gì. Không vậy. Nhanh nhờ nó ra. Khi mình làm xong lên coi có chỉ không. Mình sẽ ráng bắt con mèo gì đây. Đây không có gì hết. Đây trưng bày luôn. Mình không có chỉ. Mình sẽ lấy một vài chuyện rơm cho con ngựa mình đó. Nó lấy một vài chứ mình lấy hết luôn không? Chứ để đây bộ như là nó đâu có làm gì đâu. Bây giờ đi về đó. Chắc mình không đưa bắt con mèo luôn rồi. Không có cá rồi. Đang đi với chàng thì gặp cái biển mạnh kia mà mình đã quay đầu về. Rồi nếu có thể chắc thì tập sau mình sẽ làm tấm lên ngọc hoa và mình về mình sẽ làm công việc khác. Người đi khám phá xung quanh đây thôi. Ok, giờ mình sẽ thử bắt một em rồi xem thử thích như thế nào. Ok, được rồi. Làm cái lương con này không để gương gì nè. Không phải con này. Hay được con nào rồi. Ồ, khá là nhiều slot hơn. Tạm thời mình sẽ để con người mình rồi đó. Giờ ngủ rồi đó. Cũng là ngày mai, tay vô cùng ta vượt qua dẫu cuộc đời này chẳng bao.
sách ba lô mà đi nhìn thật xa về lại phía cuối con đường không lo ngày mai bao khó khăn ta bước qua cho ta từng ngày chẳng bao lo ngày mai sẽ tốt vui mà bao mây mù giăng sao nếu chân ta bước xa trên con đường không thể tìm thấy cấu trúc cũng như là treo rồi. Mình lên với tập mình sẽ làm cánh cổng đi tới chỗ đó thôi. Để đỡ mất thời gian các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem tập này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.